đi vệ sinh ra không nói. Ủa, tao đi đái mà tại sao cũng phải nói với mày? Nếu là người tỉnh táo thì mình sẽ nghĩ như thế đấy. Xin chào các bạn. Video của mình ngày hôm nay cũng không có kiến thức gì mới đâu. Chỉ là một cái chút tâm sự của mình kỷ niệm 2 năm kể từ khi mình nghỉ việc ở công ty Nhật. Cái này chẳng có gì tự hào cả, tại vì mình đã phải nghỉ việc trong một cái tình trạng rất là đau thương. Đó là mình bị ốm, bị trầm cảm nặng do cả về công việc lẫn gia đình con cái. Và mình mất những gần 1 năm để hồi phục lại tinh thần. Cái quyết định đó thực sự là không dễ dàng gì. Cái dấu hiệu nó bắt đầu ở cái việc là mình bắt đầu thấy mất ngủ. Kể cả khi mình không có mâu thuẫn gì với chồng con cái cũng không quấy khóc, mình cũng mất ngủ thường xuyên, không ngủ được. Và nặng hơn nữa là khi đến công ty ấy, thì mình bắt đầu thấy tai bị ù. Tức là nó có cái âm thanh rất lạ phát ở trong tai ra. Xong rồi một ngày kiểu như người mình nó bức bối quá ấy, mình muốn lả đi ở nơi làm việc ấy. Mình có ăn uống đầy đủ nhưng nó cũng không bù lại được cái phần tinh thần đó. Và kiểu như trong lúc ức chế quá thì mình đã xin công ty là nghỉ để đi khám bệnh ấy. Không phải là mình nói là mình trầm cảm là người ta sẽ cho mình cái giấy trầm cảm đâu. Mà người ta có một cái bài kiểm tra tâm lý. Làm xong cái bài kiểm tra đó, tâm lý đó thì người ta mới đánh giá, hoặc là nói chuyện với mình người ta mới đánh giá được là cấp độ của mình như thế nào. Thì mình nghĩ mình cũng bị khá là nặng rồi. Và mình cứ nghĩ đơn giản là bị như thế thì chắc là nghỉ độ khoảng 1-2 tháng nó đỡ thì là mình lại đi làm trở lại. Nhưng mà nó càng ngày nó lại càng tệ. Đến khi mà mình đã được ở nhà nghỉ ngơi rồi thì bệnh nó mới phát ra. Nó phát nặng hơn cái lúc mình đang đi làm. Tức là mình không còn đi lại nhanh nhẹn giống như người bình thường nữa. Cũng là cái thời điểm đó mình đã không đi được xe đạp nữa. Một người bình thường không mang bầu, không bị tàn tật gì mà không đi được xe đạp, đang từ một người bình thường khỏe mạnh mà không đi được xe đạp nữa. Bất cứ một cái âm thanh nào ngoài đường đều là mình giật mình, mình ngã ở đường ấy. Xong thì mình quên, nó không phải là cái quên não cá vàng sau sinh mà là quên do cái chấn thương tâm lý của mình ấy. Mình không nhớ cái gì trong ngày cả, mình chả nhớ mình đã làm cái gì cả. Và sợ hãi nhất là mình thờ ơ với tất cả những cái nụ cười, những cái tiếng nói của con. Ví dụ mình còn đang ức chế, hoặc là mình còn quát mắng con, hoặc là mình còn bực bội với con ấy, tức là cái cảm xúc của mình nó vẫn còn có phản ứng. Nhưng mà cái lúc mà cảm xúc nó tê liệt rồi ấy, thì là hoàn toàn là mắt mình lúc nào cũng trống rỗng, nhìn được không trung, mình không để ý gì đến chuyện cười nói ở con. Con khóc hay là con cười hay con vui hay là con đòi mẹ gì là mình cũng kệ, mình không phản ứng nữa. Rồi thì cũng không ăn được. Nói chung là không ăn được trong nhiều ngày. Ăn cầm hơi. Vì nó không không nuốt được qua cổ họng, ăn vào là nôn ấy. Thế là từ từ cái tinh thần mà nó thành cả bệnh lý về về cơ thể nữa. Mình cũng rất là sợ những cái thuốc trầm cảm, nhưng mà lúc đấy đúng là nếu không có thuốc chắc mình cũng tự tử rồi. Tại vì cảm giác như là không không nói chuyện được với ai, không nói được ấy. Tức là người bình thường khi mà stress ấy thì có thể buôn chuyện với bạn bè, hoặc là đi chơi, hoặc là mua sắm là người ta thoải mái tinh thần. Nhưng mà kiểu bị nặng quá rồi là người ta không đủ sinh lực để làm cái việc đấy nữa. Mỗi lần điện thoại nó rung ấy là người mình cứ run bắn lên, mình cứ sợ ấy, không dám cầm cái điện thoại lên. Hoặc là công ty người ta nhắn tin, người ta giục mình là đã khỏe chưa, sắp đi làm lại được chưa, không dám đọc tin nhắn, từ người lúc nào cũng cứ run rẩy ấy. Nói chung là một con người hoàn toàn bỏ đi, mình lúc đấy không phải là mình nữa rồi. Nên là rất khó mà tâm sự được với ai, tại vì người ta không hiểu được là cái bệnh này nó tiến triển đến mức nào. Nó không còn là cái mức stress nhẹ nữa mà nó bị nặng lắm rồi, ở cái mức độ mà là không kiểm soát hành vi nữa rồi. Thì có những buổi sáng ngủ dậy tức là chỉ muốn biến khỏi thế giới này ấy. Tức là không hiểu tại sao mình lại như thế, hỏi là giận vì giận ai hoặc là tức giận vì cái gì. Thì ở giai đoạn đầu thì còn nói được là tức giận ở công ty hoặc là do công việc nó stress hoặc là do cái gì đấy, nhưng mà đến cái đoạn bị nặng rồi ấy, là ai hỏi là làm sao thế thì cũng không biết mình bị làm sao cả, tức là không có câu trả lời. Tức là đầu lúc trong tình trạng rỗng tuếch ấy, nhưng người nó bức bối khó chịu, hoặc là chắc là do cái hormone ức chế tinh thần stress thì nó lên nhiều quá. Thế là mình đã quyết định là điều trị bằng thuốc an thần, thuốc chống trầm cảm trong vòng đâu 2 tuần hay là 1 tháng gì đấy. Tức là cũng cố nhịn rồi nhưng mà không nhịn được. Thế xong phải uống cả thuốc ngủ nữa. Cái thuốc ngủ cũng nó cũng mạnh, cứ 10 giờ 11 giờ tối là uống cái liều đó, là nằm ra một phát là người mình kiểu như người bị say rượu ấy. Cái thuốc nó như thuốc mê, kiểu như đánh thuốc mê mình ấy. Chứ không phải là từ từ đi vào giấc ngủ đâu, mà nó như mình thuốc mê ấy. Mình kiểu như bị say rượu và mình không còn đứng dậy được ấy. Thuốc này mà dành cho những người mà lái xe thì rất là nguy hiểm. Tại vì hoàn toàn không kiểm soát được hành vi. Và thuốc ngủ nó kéo dài được khoảng 6 tiếng hoặc là 5 tiếng thì là hết tác dụng thuốc ngủ, là không ngủ được. Mới điều trị được 1 tháng thấy tiến triển khá là tốt. Tại vì cái thuốc
thuốc chống trầm cảm của Tây y nó mạnh lắm, nó kiểu như là một cái liều kích thích não ấy, nó làm cho mình hưng phấn lên ấy, người mình thì suy nhược, nhìn như con ma luôn ấy, nhìn đen xì, hao hốc, xong mặt nó hóp lại, nhìn sợ lắm. Được còn còn có 42 cân thôi mà. Thì trong tình trạng suy nhược như thế nhá, lúc nào cũng muốn đi một nơi thật xa không có người, không muốn tiếp xúc với ai hết, mà mình là người hướng ngoại, mình thích ra ngoài lắm ấy, mà lúc đấy bị như thế luôn. Uống cái thuốc đấy xong thì nó có hưng phấn, đi lại cả một ngày trời không thấy mệt nhá. Ôi cái thuốc đấy đúng là kiểu như là ma túy sao ấy. Hưng phấn lắm, hoạt bát tỉnh táo, còn đi trao đổi rồi thì thuê nhà mới, chuyển nhà, làm rất nhiều việc, tức là nó thế nào nó kích thích mình mạnh lắm. Nhưng mà đến khi mình có bầu, mình biết là mình có bầu ấy, là mình phải dừng thuốc ngay, tại vì không dám uống thuốc nữa, là lập tức là cái thuốc là nó vật lại mình, nó vật kinh thật ấy, nó cho mình quay trở lại nguyên trạng thái cũ luôn, và nó kèm theo cảm giác mất ngủ nữa, mà mất ngủ nó còn kinh khủng hơn cái hồi đầu. Xong bắt đầu mình bất đắc dĩ quá, đang có bầu, biết là có em bé trong bụng mà vẫn phải uống 2 liều thuốc ngủ, nhưng mà uống nó không tác dụng nữa. Thuốc ngủ Tây y đó là uống một thời gian xong uống tiếp là nó không tác dụng nữa, phải tăng liều mà. Thế là mình sợ. Thế là may cứu cánh tìm ông bác sĩ khoa sản, ông ấy kê cho đông y đấy, thuốc ngủ đông y hoặc là thuốc an thần, nói chung là cũng là đông y, thì nó ít ra nó cũng đỡ một phần nào tác hại so với Tây y, nên là đẻ con ra trộm vía là con không bị bệnh gì hết cả đến thời điểm bây giờ. Mà uống suốt cũng phải hơn nửa năm, xong rồi triệu chứng nó giảm dần, kèm thêm việc mang bầu, tinh thần nó thoải mái hơn ấy, là mới đỡ dần đấy. Nhưng mà cũng không dám đi làm, không dám tiếp xúc với nhiều người ấy. Bạn bè rủ đi chơi, thích đi lắm, nhưng mà đi xong cái ngày hôm đó về nhà là người nó kiểu như bị mất sức ấy, kiểu kiệt sức đấy. Còn bây giờ đi chơi thì là khỏe hơn rồi. Còn cái hồi đấy là không phải là bản thân mình nữa rồi. Nếu người nào mà không hiểu mình, không chơi với mình lâu thì chắc là sẽ rất là dễ dàng xa lánh mình. Thế tại sao lại bị đến mức đấy? Thì mình nghĩ là những bà mẹ nào mà có con nhỏ chuẩn bị gửi con vào cái kỳ tháng 4 sang năm thì nên chuẩn bị tinh thần. Tại vì cái lúc đi làm ấy, sau một thời gian dài tiếng Nhật của mình bị mai một đi, và khi đi làm thì sếp người ta bắt đầu khó chịu với mình, tại vì mình làm nó không hiệu quả bằng những người khác, xong mình lại phải đón con, xong mình phải về sớm nữa, xong con ốm mình lại phải xin nghỉ liên tục nữa. Và cái cảm giác đó một phần là sếp người ta cau mày, người ta không thích, một phần nữa là cái cảm giác tự chỉ trích bản thân ấy, tự trách bản thân là mình không hoàn thành được công việc hoặc là mình không làm được như ý muốn. Xong cộng thêm những việc đưa đón cơm cháo con các thứ cũng rất là mệt mỏi, mà cái công việc lúc đó của mình cũng stress thật, phải nói là stress thật. Một cái hệ thống máy tính toàn bằng tiếng Nhật phải học trong vòng một tháng, gọi là phải kiên siêu lại từ đầu ấy, trong khi con mình bị ốm, thế là mình đã bị rút gọn cái thời gian kiên siêu còn có một nửa, nhưng mà mình vẫn phải học cùng cái lượng công việc đấy và phải đi làm ngay. Trong cái thời gian gấp rút như thế phải học nhiều quá, công việc thì nó bằng tiếng Nhật nhưng mà trả lời khách bằng tiếng Anh, phải dịch cả từ tiếng Nhật sang tiếng Anh, xong lại phải học lại cả tiếng Anh để mà đối đáp qua điện thoại với người ta nữa. Xong cái đả kích lớn nhất với mình đó là cái ông senpai người Nhật, cái ông sếp cũ của mình rất là tốt, rất là quý mình, người ta cũng hiểu mình rồi thì không sao, nhưng ông ấy đã chuyển bộ phận nên là cái ông senpai cũ thì ông đấy cũng nói chung là cũng ganh ghét người nước ngoài ấy. Mình là người Việt Nam nhưng mình làm phóng viên người tiếng Anh, có người Philippines và cả người Nhật nữa, thì hầu hết họ đều để tên tiếng Nhật. Xong một mình để cái tên Nguyễn Thị Nương to tướng ở đấy, nó nổi bật, nhưng mà theo kiểu nổi bật không được người ta thích ý. Người ta thích tên tiếng Nhật hơn, khi nghe cái tên nước ngoài vẫn có một chút kỳ thị nào đó. Và phải nói là cái ông senpai đó, nếu mà lúc đấy mình tỉnh táo hơn tí nữa, mình ghi lại những cái lời ông đã nói với mình ấy, thì chắc chắn là ông này mà kiện thì ông này sẽ thua, tại vì ông đấy là người sai. Thời lượng kiên siêu thì bị rút ngắn, mà công việc thì vẫn bắt làm như thế, mà lại không dạy việc cho mình ấy. Ngày nào cũng bắt mình ngồi một chỗ, kiểu như một dạng tra tấn tinh thần ấy, một cái bút riêng, có cái tấm chắn riêng vì là corona mà. Thì trước kia là ngồi giữa hai người khác cũng senpai nhưng người ta cũng giỏi, thì mình không biết cái gì người ta hỏi được, người ta luôn có sự trao đổi trong công việc ấy, thì nó thoải mái tinh thần. Ông ghét mình thì sao? Là mình phải ngồi riêng một cái phòng kiểu như là bị cách ly. Mình rất là chăm chỉ nha, nếu mà mình mà lười, mình mà kiểu chảnh mảng trong công việc, hoặc là mình không chịu học hỏi gì, mình trả lời khách làm khách cáu giận, làm khách chửi thì mình không nói. Nhưng mà kể cả khi khách đã hài lòng, mình vẫn bị người trong công ty mắng, mình không hiểu tại sao nữa. Đến khi tất cả mọi việc nó bùng phát lên, mình nói thẳng với ông sếp cao hơn, mình nói là thế bây giờ công ty muốn gì? Tôi đã làm cho khách hài lòng theo đúng cái phương châm của công ty này, khi tôi mới vào công ty người ta nói là khách hàng là số 1 rồi.
Vậy thì tại sao mỗi khi tôi làm khách hài lòng thì cấp trên của tôi lại không hài lòng? Cấp trên tìm đủ mọi cách để dìm cái cuộc điện thoại của tôi xuống. Kể cả khi khách hàng đã hài lòng và nói lời cảm ơn, cấp trên vẫn tìm một cách nào đó để bới móc, để chỉ trích tất cả những gì tôi đã làm. Mà khi cấp trên mà đã dạy tôi một kiểu, tôi làm theo, xong một cấp trên khác lại nói rằng tôi làm sai. Như vậy là giáo dục, vấn đề giáo dục là ở các người chứ không phải là tôi, vì tôi đã học theo những gì tôi đã được dạy. Và khi mình nghỉ việc rồi, mình biết là cái ông senpai mà hay bắt nạt mình ấy, ông đấy được cả công ty ghét. Cả công ty tìm cách đối phó với ông đấy, có mỗi mình ngây thơ. Mình dùng tất cả những tiếng Nhật lịch sự nhất để nói với người ta, thể hiện sự kính trọng nhất với người ta, tôn trọng nhất với người ta, mình hỏi ý kiến người ta rất nhiều. Nhưng mà những nhân viên khác thì không như vậy. Đến khi nghỉ việc rồi mình mới biết, tại mình không có thói quen buôn chuyện gì trong công ty cả. Mình quá lịch sự, đến cả việc đi vệ sinh ấy. Như người ta là đi vệ sinh, người ta cứ đi vệ sinh thôi. Người ta tắt máy đi và người ta check một cái đơn đó là đang tạm nghỉ để đi vệ sinh chẳng hạn, thì người ta cứ đi vệ sinh thôi, có làm sao đâu. Nhưng mình đi vệ sinh mình thấy bị gọi lại ngay, hỏi máy đâu đấy mà. Đi vệ sinh thôi mà, đi vệ sinh ra không nói. Ủa, tao đi đái mà tại sao cũng phải nói với mày? Nếu là người tỉnh táo thì mình sẽ nghĩ như thế đấy. Nhưng lúc đó mình kiểu như mình bị tâm bệnh, mình quá là rụt rè, mình quá là sợ hãi rồi. Mình bảo thôi mình xin lỗi, lần sau mình đi vệ sinh mình sẽ nói với ông đấy một câu. Đó, đến lúc hỏi những cái bạn đồng nghiệp khác không có ai như thế bao giờ đâu. Hoặc là những lúc mà bị ông đấy chỉ việc nhưng mà chỉ sai ấy, chỉ việc sai ấy, mình cũng không dám nói. Nhưng người khác là người ta nói luôn, bảo ơ này, chỉ này là không đúng đâu nha, để tôi đi soi lại với cấp trên xem là hôm nọ cấp trên dạy khác cơ, là người ta nói thẳng luôn. Nhưng mình thì mình kiểu như dĩ hòa vi quý quá, mình cũng gật gù cho qua cái câu chuyện đấy. Một điều nhịn là chín điều nhục, càng nhịn thì càng nhục. Đây là bài học xương máu mình rút ra từ chốn công sở, đó là một khi đã có một người nào đó không thích bạn ấy, thì dù bạn có cố gắng đến mấy, bạn có muốn dùng những cái lời lẽ tốt đẹp hay ho lịch sự đến mấy với người ta, thì người ta sẽ càng dồn ép bạn đến đường cùng thì thôi. Một bạn đồng nghiệp người Việt Nam, bạn nói với mình là chị cứ như em là em nhìn thẳng mắt nó luôn. Em bảo ok mày nói thế gì, thế để tôi gọi một ông sếp khác ra đối chiếu ba mặt một lời luôn. Đấy, những cái đứa bắt nạt trong công sở nó lại rất sợ đối mặt với cấp trên. Tức là khi chỉ có hai người với nhau thì nó bắt nạt mình mọi cách. Nó sẽ dùng những cái lời lẽ rất là cay nghiệt, rất là mỉa mai với mình. Nhưng khi mình gọi một cái bên thứ ba đến đối chất ba mặt một lời thì nó đổi giọng ngay lập tức. Cái việc mãi khi mình sắp nghỉ việc rồi, mình khi mà phải đối chất với cả ba bên, với một ông sếp lớn, một ông sếp khác ấy, thì mình mới biết là ông này ông ấy thay đổi thái độ hoàn toàn. Những cái lời ông ấy nói khi có mặt sếp lớn ấy, nó khác hoàn toàn những gì ông ấy nói khi mà chỉ có mình với ông đấy thôi. Nên là những bạn nào mà đi làm ở công ty Nhật ấy mà có dấu hiệu bị bắt nạt ngay từ đầu ấy, thì các bạn mình nói thẳng lại chiến ngay từ đầu luôn, không cần phải dùng thẻ lịch sự nữa, nói những câu nó bằng vai phải lứa luôn. Tại vì những cái người đó dù bạn có dùng thẻ lịch sự bao nhiêu chăng nữa, người ta cũng sẽ không hài lòng với bạn đâu. Nếu trong công việc có vấn đề, hãy gọi ngay vào bên thứ ba đến để giải quyết luôn, thì như vậy nó sẽ không cơ hội bắt nạt mình lần tiếp theo. Và quan trọng nhất là luôn có một cuốn sổ ở trong tay. Cái cuốn sổ này tùy công ty, là có nơi nó không cho mang ra ngoài thì không sao, nhưng các bạn có quyền giữ cuốn sổ đó tại cái bàn làm việc của mình. Công ty của mình là không cho mang điện thoại và các thiết bị thu âm ghi âm hình ảnh vào trong văn phòng đâu, phải cất hết ngoài kho. Chỉ có vào trong đấy là ngồi bàn máy tính công ty thôi, nên là mình không có cái gì để ghi lại bằng chứng cả. Mình quá là ngây thơ. Nhưng sau này mới biết là từng lời từng câu nói của ông đấy, ngày giờ bao nhiêu phút, chắc chắn là có camera ghi lại. Thì mình sẽ ghi lại là ví dụ 15 giờ 15 phút là ông này đến bàn của mình, ông đã nói những câu như thế này và mình đã nói những câu như thế này. Mình phải giữ lại bằng chứng, và khi mình trình cái lời nói lên cấp trên, chắc chắn là ông kia sẽ phải chừa mình ra. Tức là nó không cần phải thân thiện với mình nhưng mà nó chừa mình ra. Mình ngây thơ quá, mình cứ nghĩ là chỉ cần chăm chăm đi làm, học bài đầy đủ, chịu khó tìm hiểu, làm việc hết giờ thì là đi về. Từ ở Việt Nam, công ty Việt Nam thế, công ty có xì căng đan gì mọi người biết hết, có mỗi mình không biết. Có lẽ là cái sự ngây thơ đấy nó làm một cản trở trong công việc của mình trong cái lần vừa rồi. Nhưng mình nghĩ lần này dù có đi làm ấy thì mình cũng rất là rõ ràng rành mạch. Những ông nào chỉ thuộc dạng senpai hoặc là leader của một nhóm trong công việc ấy, thì ông này rất là gần với mình không nên phải dùng quá những cái ngôn từ nó quá trang trọng với người ta làm cái gì cả. Nếu mà có gì không hài lòng, không không chính xác, có gì bất mãn mà có dấu hiệu bắt nạt, chèn ép, thì mình sẽ thông báo ngay lên cấp trên để người ta không có cơ hội làm cái lần thứ hai nữa.
bắt nạt công ty nó cũng ghê lắm các bạn nhá. Những cái bạn mà làm quán, làm hàng ăn chẳng hạn, hoặc là làm những công ty mà dùng tay chân nhiều ấy, thì có thể nó bắt nạt theo kiểu nó dùng lời bạo ngôn, nó quăng ném đồ vật chẳng hạn. Thế nhưng mà trong những môi trường văn phòng ấy, nó lại bắt nạt kiểu khác, nó vây lại, tức là nó tìm những cái cách ngầm để cho mình ức chế mà tinh thần ấy. Ví dụ cách ly mình với người khác là một loại đấy. Rõ ràng là trong công việc khi mà có điện thoại đến thì mình nghe điện thoại, còn không có điện thoại mình có quyền học những cái liên quan đến công việc và trao đổi với đồng nghiệp những cái liên quan đến công việc đúng không? Nhưng mà không, cách ly mình hoàn toàn ra bên ngoài luôn. Một mình ngồi với góc rất là xa với cái ông đấy. Kiểu như mình là một con chó bị xích luôn ở một chỗ luôn ấy, thật. Mà khi công ty đã không giải quyết các thứ là mình cứ nói bóng nói gió là không giải quyết cho tôi thì tôi sẽ tìm phương án hỗ trợ của bên ngoài. Đấy, cứ nói thế cho nó vuông. Người đuổi được việc được mình ý, là ông tổng giám đốc của công ty, chứ không phải là cái thằng senpai, cũng không phải là cái ông trưởng phòng, phó phòng gì công ty cả. Chỉ cần mình giữ cái tâm trong sạch của mình là mình sẽ không sao hết. Lần này đi làm thì mình cũng sẽ như vậy, mình sẽ tìm hiểu xem là cái người tiếp xúc với mình là những người như thế nào, để mình đề phòng trước, mình sẽ không còn quá dùng tiếng Nhật gọi là kính ngữ nhiều giống như ngày xưa nữa. Và phương châm cũng rất rõ ràng, khi người ta đã không thích mình thì càng cố, người ta sẽ càng đì mình. Bật mí thêm một cái, đó là từ năm 2020 tháng 6 ấy, thì những cái hành vi như là cách ly này, cô lập này, không chịu đào tạo nhân viên bài bản này, mà bắt làm việc ép thành tích theo những nhân viên đã được đào tạo bài bản ấy, thì công ty cũng phạm luật. Hoặc là cái việc nói xấu này, nói mỉa mai này, cũng được coi là bạo hành trốn công sở, chứ không còn như ngày xưa là phải nói rõ những cái câu thô tục hoặc là đánh đập thì mới được coi là bạo hành trốn công sở. Luật này đã được sửa, và khi mình nói câu này ra, cái bà nhân sự ở trong công ty mình đã gọi là giật thót tim, và tại sao cái quái nào mà con bé này nó lại biết cái này. Tại vì người ta nói là con giun xéo mãi cũng quằn. Những bạn nào mà đang trong tình trạng giống như mình hoặc là sắp bị như mình thì các bạn nên phòng tránh ngay. Còn trường hợp các bạn quá yếu đuối, các bạn không mệt mỏi, không muốn đấu tranh nữa thì khuyên các bạn là có thể chuyển công ty để mà tránh cái tình trạng là tổn thương quá nặng về mặt tinh thần và thể chất giống như mình, nó mất rất nhiều thời gian để hồi phục, thậm chí làm cho bạn tê liệt và bạn không thể tiếp tục công việc tiếp theo luôn ấy. Còn chuyện mà nhận trợ cấp sau khi nghỉ việc do ốm đau ấy, kể cả nghỉ việc vẫn được trợ cấp ấy, thì mình sẽ chia sẻ một video sau, vì cái này khá là dài rồi. Hy vọng là cái chia sẻ đau thương của mình sẽ là giúp ích cho một số bạn nào đấy mà chuẩn bị bước vào con đường là làm việc văn phòng ở Nhật giống như mình. Hẹn các bạn video sau nhé. Bye bye.